Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Tin đáng chú ý sau đây. Thắng Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai nhận quà tiền tỷ trong ngày sinh nhật Xuân Trường. Với chiến thắng 2-1 trước Đông Á Thanh Hóa, thầy chó luyện viên sắc đã nhận được món tiền thưởng 1 tỷ đồng từ bầu Hải, bạn thân bầu Đức. Ngay sau trận thắng 2-1 trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được tin bầu hải chủ tịch Nutifood quyết định thưởng 1 tỷ đồng. Sau trận thắng trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 8, Bầu Hải đã thưởng nóng cho Hoàng Anh Gia Lai 600 triệu, trong đó 500 triệu đồng cho toàn đội, còn 100 triệu đồng dành cho riêng Văn Toàn, cầu thủ khi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đồng thời ông cũng treo thưởng tiếp 1 tỷ đồng nếu đội bóng phố núi thắng 3 trận tiếp theo. Bởi vậy, sau 3 trận thắng trước Nam Định, Câu lạc bộ Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa, Công Phượng và các đồng đội mặc nhiên đút túi 1 tỷ đồng. Tính từ đầu mùa giải đến nay, ông bầu là bạn thân của bầu Đức này đã thưởng tổng cộng 2,1 tỷ đồng cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Cựu còi vàng, trợ lý trọng tài nhận định sai bàn thắng của Công Phượng. Theo cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng, Hoàng Anh Gia Lai đã mất oan bàn thắng của Công Phượng. Phút thứ 69 trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa, Công Phượng nhận đường truyền từ đồng đội Tuấn Anh trước khi tung ra cú bấm bóng đưa bóng qua người thủ môn Thanh Diệp. Tuy nhiên trọng tài biên cho rằng cầu thủ mang áo số 10 đã rơi vào thế việt vị nên căng cờ tuy nhiên khi theo dõi lại băng quay chậm dường như công phượng chưa thật sự rơi vào thế việt vị chia sẻ với chúng tôi về tình huống này cựu còi vàng dương mạnh hùng khẳng định tình huống đó công phượng không việt vị vì khi bóng rời chân đồng đội thì cậu ấy vẫn ở ngang cầu thủ phòng ngự của thanh hóa trợ lý trọng tài ngày hôm nay đã đứng ở một vị trí không tốt và nhận định sai khi căng cờ bắt việt vị những tình huống như vậy thì rất cần trợ lý trọng tài phải tập trung cao độ và có vị trí đúng nhất để có để đưa ra quyết định chính xác Mặc dù vậy thì Công Phượng cũng có cho mình một bàn thắng trong trận đấu này khi ghi bàn trên chấm phạt đền sau tình huống Brandao bị phạm lỗi. Với chiến thắng quan trọng này, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục vững vàng ở ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2021 và gia tăng cách biệt với đội bóng xếp thứ hai là Viettel lên thành 5 điểm. Với riêng Công Phượng, cầu thủ này đã có cho mình 6 bàn thắng ở mùa giải năm nay và chỉ kém cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Conan một bàn duy nhất. Chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển đã thế này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ vô địch Thắng lợi 2-1 trước Thanh Hóa giúp Hoàng Anh Gia Lai nâng cách biệt với Việt Theo lên thành 5 điểm và chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển nhận định rằng nếu giữ phong độ hiện tại, đội bóng phố núi sẽ lên ngôi vô địch cuối mùa. Trả lời trên truyền hình sau trận thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước Thanh Hóa, chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển nhận xét về lối đá cũng như khả năng lên ngôi của Hoàng Anh Gia Lai ở cuối mùa. Nếu Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi như hiện tại thì cơ hội vô địch là rất lớn, họ có đấu pháp rất tốt, biết mình biết ta. Hiệp một trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra tương đối chậm, hai đội thi đấu cầm chừng và tình huống đáng chú ý nhất có lẽ là cú sút chạm xà ngang của công phượng cú sút xa đó của công phượng như là lời cảnh báo mà những chân sút đội khách gửi tới chủ nhà và ở hiệp 2 minh vương đã mang về bàn mở tỷ số bằng một cú sút xa rất đẹp mắt ông nguyễn sĩ hiển nhận định không phải sút xa vu vơ rồi thành bàn thắng mà đó là cả quá trình rèn luyện tập đi tập lại nhiều lần rồi sẽ thành công lứa cầu thủ hoàng anh gia lai ăn tập với nhau nhiều tạo được đội nhuyễn cộng thêm có một huấn luyện viên giỏi là kia chuyên gia sinh năm 1944 cũng cho rằng Mùa giải năm nay Hoàng Anh Gia Lai có điều kiện cần và đủ để lên ngôi vô địch. Hoàng Anh Gia Lai có sự tổng hợp của mọi tuyến gồm cả huấn luyện viên, cầu thủ, họ đoàn kết và cầu thị là những yếu tố giúp họ giành được thắng lợi. Ông Nguyễn Sĩ Hiển hiện đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia, trong quá khứ ông từng được bổ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 1991. Nhận xét của chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển hoàn toàn có cơ sở và nếu duy trì được phong độ hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch V-League ở cuối mùa. Tiền vệ Minh Vương vẫn chưa thể nói Hoàng Anh Gia Lai sẽ vô địch. Với chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai đã hơn Việt theo 5 điểm, nhưng tiền vệ Minh Vương vẫn tỏ ra thận trọng khi được hỏi về khả năng vô địch của Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương đã chơi một trận đấu rất hay trước câu lạc bộ Thanh Hóa và tiền vệ mang áo số 8 đã có bàn thắng rất đẹp mắt để mang về bàn mở tỷ số. Trong những phút còn lại, toàn đội Hoàng Anh Gia Lai thi đấu rất tập trung và có 3 điểm rời xứ Thanh, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng là Việt theo lên 5 điểm. Nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, nhưng khi được hỏi về việc Liệu có còn sớm khi nói Hoàng Anh Gia Lai sẽ lên ngôi vô địch ở mùa này hay không? Tiền vệ mang áo số 8 vẫn tỏ ra thận trọng. Tiền vệ này chia sẻ: Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội lớn để lên ngôi vô địch ở cuối mùa, nhưng phải sau trận đấu cuối cùng mới có thể khẳng định đội nào sẽ vô địch. Có thể nhận thấy sự thận trọng đến từ tiền vệ sinh năm 1995 và đó cũng là sự thận trọng của toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng phố núi khi thời gian của mùa giải vẫn còn dài và điều quan trọng là phải giữ đôi chân cầu thủ trên mặt đất. Trận thắng trước Thanh Hóa sẽ trở nên hoàn hảo nếu Tuấn Linh không phải nhận bàn thua trên chấm penalty ở những phút cuối, qua đó mất chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng từ đầu mùa. Bàn thắng của Minh Vương và Công Phượng nâng thành tích ghi bàn của hai cầu thủ này lên lần lượt là 4 và 6 bàn, đồng thời nâng số bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai lên 21 bàn, nhiều nhất V-League sau 11 vòng đấu, ngang với số bàn thắng của Nam Định. Sau thắng lợi trước Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Bình Dương ở vòng 12, trước khi hành quân đến Cẩm Phả trong trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có lợi thế so với các đối thủ ở vòng loại World Cup. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có 10 ngày để tập luyện và làm quen với đất nước đăng cai vòng loại World Cup 2022 là UAE. Theo những kế hoạch mới nhất, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có điều kiện để sang UAE sớm trước 4 ngày so với kế hoạch trước đó của AFC. Trong khi các đội bóng khác cùng bảng sẽ phải thi đấu loạt trận ngày 3 tháng 6, thì Công Phượng và các đồng đội sẽ phải đến ngày 7 tháng 6 mới thi đấu. Như vậy, thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian lên tới 10 ngày để tập luyện bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như điều chỉnh nhịp sinh học tại đây. Nhằm đáp ứng công tác chuyên môn của đội tuyển trong thời gian tập huấn tại UAE, VFF đang liên hệ để thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo có một trận đấu giao hữu vào ngày 31 tháng 5, đối thủ có thể là một đội tuyển thuộc khu vực Tây Á. Đợt tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 5 tới đây sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đội sẽ hội quân tại Bình Định từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5. Trong giai đoạn này, đội tuyển sẽ luyện tập tại sân vận động Quy Nhơn và sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Bình Định vào ngày 17 tháng 5 nhằm kiểm tra đánh giá lực lượng, đồng thời phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển của đông đảo người hâm mộ. Giai đoạn 2, đội tuyển sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 19 tháng 5 cho đến ngày 26 tháng 5, sau đó sẽ lên đường sang UAE để gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ngày 7 tháng 6, gặp đội tuyển Malaysia ngày 11 tháng 6 và gặp đội tuyển UAE vào ngày 15 tháng 6. Đối thủ tranh vé đi World Cup 2021 của Việt Nam mạnh cỡ nào? Chiều ngày 27 tháng 4, đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận playoff Futsal châu Á tranh vé dự World Cup đã được xác định. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Futsal Ly Băng, đối thủ vừa sức với đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Hiện tại đội tuyển Liban đang xếp thứ 40 trên bảng xếp hạng của Futsal Ranking.com hơn đội tuyển Việt Nam 4 bậc và thành tích cao nhất của đội bóng này tại AFC Futsal Asian Cup là vào tới tứ kết. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Liban ở thời điểm hiện tại là ông François Arrojo, người Tây Ban Nha. Huấn luyện viên này từng có thời gian khoác áo câu lạc bộ Futsal Barcelona và gắn bó rất nhiều năm với Futsal Liban. Ở mùa giải AFC Futsal Asian Cup 2016, mùa giải đội tuyển Futsal Việt Nam vào tới bán kết và có vé đi World Cup. Đội tuyển Liban dừng bước ở vòng bảng với 2 điểm sau 4 trận. Ở mùa giải sau đó, cả đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Liban đều vượt qua vòng bảng với ngôi dẫn đầu nhưng đều dừng bước ở vòng 1/8. Đội tuyển Liban dừng bước trước Iraq trên chấm luân lưu sau trận, còn đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 1-3 trước đội tuyển Uzbekistan. Liban có hệ thống giải đấu Futsal chuyên nghiệp và bài bản với 12 đội tranh tài ở giải vô địch Futsal Liban. Libanis Futsal League cùng với đó là Libanis Futsal League Second Division giải hạng nhì và Libanis Futsal Cup Cúp Quốc gia Futsal. Một trong số những đội Futsal mạnh nhất của Liban là Banh ở Beirut và đội bóng này từng bị Thái Sơn Nam đánh bại với tỷ số 6 năm trong trận bán kết AFC Futsal Club Championship 2018. Huấn luyện viên của Thái Sơn Nam trong trận đấu đó cũng chính là huấn luyện viên đội tuyển Futsal Việt Nam ở thời điểm hiện tại, ông Phạm Minh Giang. Từ cuối năm 2020, đội bóng Tây Á đã dục dịch chuẩn bị cho chặng đua trong năm 2021. Danh sách sơ bộ gồm 22 cầu thủ đã được Liên đoàn bóng đá Li Băng triệu tập để tập huấn và sẵn sàng cho chiến dịch tranh vé đi Lithuania. Thầy chó huấn luyện viên Phạm Minh Giang chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho trận playoff với Li Băng, tiếp tục theo đuổi hy vọng góp mặt tại World Cup Futsal lần thứ hai trong lịch sử. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.